Câu chuyện làng dồn. Ngày hôm qua đi Đà Nẵng, tôi có nghe ông anh kể một câu chuyện mà tôi mất ngủ cả đêm. Hôm nay tôi sẽ kể cho mọi người nghe. Ông mới kể, ngày xưa có một cái làng nằm sâu trong rừng, có tên là làng dồn. Ở trong làng có ba con dồn sống hạnh phúc với nhau. Con đực tên là chồn lừa, còn lại hai con cái, một con tên là chồn lùi và một con tên là chồn lìa. Do là dồn cho nên chúng không biết nói chuyện, muốn gì chỉ biết gà giấu với nhau. Có một hôm, chồn lừa mới bắt được một con chim đem về nhốt ở trong cái lồng, định bụng là ngày mai sẽ ăn. Nào ngờ ngày hôm sau thức dậy chỉ thấy còn một chùm lông, tức quá chồn lừa mới chĩa chùm lông chim vô chồn lùi và chồn lìa. Thì cái bắt đầu chồn lìa lùi lùi lại chỉ vô chuồng lùi, còn chuồng lùi thì lắc đầu lia lịa chỉ vô chuồng lìa. Cái chuồng lừa nó mới tức, dù cho chuồng lùi hay chuồng lìa ăn cắp con chim cũng phải chừa cho chuồng lừa một chút đỉnh chứ. Chuồng lừa dù ưa chuồng lùi nhưng có cái gì chuồng lừa cũng chừa cho chuồng lìa, rồi mới chia cho chuồng lùi ăn chung với chuồng lừa. Rồi cái lúc này tôi mới nói, không xong rồi anh ơi, anh kể chậm chút xíu đi, em đói quá. Cái ảnh mới nói tiếp, con chuồng lừa đối với con chuồng lùi cũng y chang như con chuồng lìa. Chuồng lừa ăn gì cũng chia cho chồn lìa, thì chồn lìa cũng chia cho chồn lùi. Giờ con chim là của chồn lừa mà không được chừa một miếng, mà bây giờ chồn lừa lại chia lóng vô chồn lùi thì chỉ qua chồn lìa, còn chia vô chồn lìa thì chồn lìa lại chỉ vô chồn lùi. Khúc này tôi cũng ngáo rồi, tôi nói vậy là con chồn nào lừa con chồn nào, con chồn lìa lừa con chồn lùi hay con chồn lùi lừa con chồn lìa? Cái ảnh nói chồn lìa nghĩ chồn lùi với chồn lừa lừa chồn lìa, còn chồn lùi nghĩ chồn lừa hết ưa chồn lùi nên cùng chồn lìa lừa chồn lùi. Ây cả, có con chim không mà làm tùm lum hết vậy, không ấy kể lại từ đầu được không, gối quá. Từ từ để kể tiếp cho nghe, cho tới khi chồn lừa lừa chồn lìa nói chồn lừa hết ưa chồn lùi. Biết tại sao không? Vì chồn lùi đang nghi chồn lừa ưa chồn lìa nên chồn lừa mới lừa chồn lìa. Rồi cái chồn lìa thấy chồn lừa ưa chồn lìa nên chìa tay chịu tội. Cha mẹ ơi mừng quá, có con nhận tội rồi. Cái chồn lùi giật mình, rõ ràng chồn lìa chịu tội để chồn lừa ưa chồn lìa nên chồn lùi mới bước ra chịu tội thay cho chồn lìa. Rồi cái ông anh ngồi kế bên mới nói, rồi chồn lìa tính sao? Rồi ông anh kể, ông nói không biết, giờ cả chồn lùi dở lẫn chồn lìa chịu tội mới chết. Ông anh kế bên vỗ đùi bà mẹ nó, hai con chồn hứng sản thì chứ, lúc chối cùng chối, lúc nhận cùng nhận, người chừng nào hết câu chuyện đi trời. Ông anh ổng mới nói, thôi vậy tạm dừng tại đây, bữa nào mày ra Đà Nẵng nữa tao kể mày nghe tiếp, chứ cái chuyện làng chồn này nó dài dữ lắm. Nguyên một cái làng luôn, tao mới kể một gia đình mà tụi bay gói rồi, kể nguyên cái làng cho tụi bay chết luôn. Mấy bạn nghe xong câu chuyện này cảm thấy thì sao chứ? Qua nay tôi nghe giờ tôi cũng còn gói.